Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2022, kênh cập nhật giá sầu riêng tại các khu vực để bà con mình tham khảo. Thưa bà con, giá sầu riêng tại khu vực miền Tây ghi nhận sự giảm giá mạnh nha bà con nha. Giá mứt xăng kinh thì vẫn ổn định từ 260 cho tới 300 ngàn đồng. Sầu riêng chuồng bò từ 70 đến 73 ngàn đồng. Ri sáo hàng đẹp còn 65 đến 70 ngàn. Ri sáo mua xô từ 60 đến 64 ngàn. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 66 đến 71 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 60 đến 65 ngàn. Tại khu vực miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 65 đến 75 ngàn. Ri sáo mua xô từ 59 đến 63 ngàn. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 68 đến 75 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 60 đến 65 ngàn. Tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp từ 65 đến 70 ngàn. Ri sáo mua xô từ 59 đến 63 ngàn. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 68 đến 75 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 60 đến 65 ngàn. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn. Tùy theo lái thì theo đoạn đường vận chuyển xa gần mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định từ 1 tới 2 ngàn đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin cảm ơn và kính chào.